Mến chào các bạn. Hiện giờ hai vợ chồng của mình đang đứng phía trước ở một cái cửa tiệm gọi là Home Depot. Đây là một cửa hàng chuyên bán các vật dụng về xây dựng cũng như là các cây để mình có thể trồng trọt cho cái vườn của mình. Thì hôm nay là một cái ngày cuối tuần và trời nắng rất là tốt, thì hai vợ chồng của mình quyết định sẽ đầu tiên là sẽ đi đến cái tiệm Home Depot này xem coi hôm nay tại tiệm Home Depot này có bán những loại cây như thế nào. Rồi tụi mình cũng sẽ mua một, không mua nhiều đâu, tại vì tụi mình sẽ dự định là sẽ đi đến thêm một cái chợ nữa gọi là chợ Lô. Thì chợ Lô và chợ Home Depot thì những mặt hàng phần đông thì họ cũng bán giống giống nhau, đều phục vụ cho vấn đề xây dựng nhà cửa vườn tược cây trồng rồi đó các bạn. Thì bây giờ tụi mình đang ở Home Depot thì mình sẽ giới thiệu với các bạn sơ qua trong cái thời gian này thì California của mình đã bước vào mùa xuân rồi và cái mùa trồng cây đã bắt đầu đến cho mọi người rồi đó các bạn. Đây phía trước của mình là những cái cây cà rất là nhiều, nhiều loại cà khác nhau. Và cũng có những cái loại rau thơm như là rau sao min, là cái rau húng lủi, húng cây, rau quế. Nhưng mà quế này là quế của người ngoại ngoại quốc nha các bạn, có chứ không phải là giống như là rau quế của mình. Và mình cũng dự định là sẽ trồng một ít giống như là bí hay là những cái loại squash rồi này nọ. Squash thì nó cũng một họ với lại giống như là bí mướp rồi đó các bạn. Thì đây là một cái loại bí mà con gái mình cũng rất là thích, thì mình dự định là năm nay chắc có lẽ là mình sẽ trồng cho con một hai dây bí loại này nè các bạn. Thì con gái mình rất là thích ăn cái loại bí này. Loại bí này khi mà mình trồng xong mình hái vào á, mình có thể nấu canh hay là mình cũng có thể làm được rất là nhiều món, nó cũng giống như là bí rợ của mình đó. À, bây giờ thì mình đang lựa đây nè các bạn, nó nhiều quá rồi mình cũng lóa mắt luôn, mình cũng không biết lựa làm sao. Thì mình sẽ lựa cây nào nó thấy khỏe thì mình sẽ chọn một hai cây để mình sẽ trồng vào cái mảnh vườn nho nhỏ của mình ở phía sau nhà ha các bạn ha. Như các bạn cũng biết thì mình á, thì cái vườn của mình phần đông là mình để cỏ cho nó xanh, cho mát, trong nó mát mẻ, cho nên là mình không có nhiều đất để mà trồng trọt. Nhưng mà năm nay thì mình cũng sẽ trồng chút đỉnh. Và mình cũng sẽ tìm xem coi có cái loại ớt nào mà nó lạ lạ thì tụi mình sẽ mua cho ông xã mình, anh cũng rất là thích trồng ớt đó. Cái loại ớt này rất là cay rồi các bạn, thì chắc có lẽ là mình sẽ lấy một hai chậu để trồng kèm với lại những cái rau, những cái bí mướp mà mình sẽ xác định trồng cho mùa xuân năm nay này các bạn. Đây nó có cái loại, mấy cái loại ớt này rất là lạ ha các bạn ha, giống như là ớt chuông mà cái màu nó màu tím như thế này nè. Nhưng mà mình thì mình gia đình mình cũng ít ăn ớt chuông lắm cho nên là mình không có trồng. Chắc có lẽ là sau này, chứ trong dịp này thì mình năm nay chắc có lẽ là mình sẽ không trồng ớt chuông đâu ha các bạn. Mình thấy cái loại ớt này cũng lạ lạ nè, để mình đi kiếm ông xã mình coi anh có thích trồng hay không thì sẽ lấy cho anh để về trồng cho vui. Nói chung là tụi mình trồng ớt là trồng cho vui, chứ gia đình của mình thì ăn ớt cũng không có nhiều. Nhưng mà trồng rồi có trái, rồi có những người bạn làm chung họ thích ăn rồi mang vào cho họ thì họ rất là thích thì mình cũng rất là vui. Cho nên là năm nào thì tụi mình cũng trồng ớt. Và năm nay thì mình sẽ trồng thêm một vài thứ như là cà chua, bí mướp này nọ nữa đó các bạn. Thôi thì bây giờ mình sẽ chuẩn bị đi một vòng để giới thiệu với các bạn các vườn cây bán cây hoa rồi rau thơm rồi trái cây ăn trái rất là nhiều. Mùa này là cái mùa trồng trọt của người dân Mỹ của mình cho nên là mình rất là thích, sáng đến giờ mình rất là nôn nóng để mà đến hai cái tiệm này để mà mình mua. Thôi thì bây giờ các bạn cùng theo dõi với mình nha. Mình sẽ đi một vòng cho các bạn xem coi năm nay thì cái cây cỏ mà tụi mình sẽ mua về trồng như thế nào thì các bạn cùng theo dõi. Bây giờ thì mình chuẩn bị đi vào phía trong nha các bạn. Nắng quá ha các bạn, nắng rất là ấm, rất là tốt luôn cho nên là mình rất là excited. Mình đang ở phía ngoài, một hồi nữa là mình sẽ đi vô phía trong để mình coi coi là hôm nay sẽ bán cái gì ha. Rồi bây giờ mình đi một vòng ở ngoài rồi mình chuẩn bị đi vô trong rồi đó. Cây này cái gì ta? Cái này là cây đào nè. Còn cái cây này là trái, cái cây này là cái cây trái plum.
Lâm ông xã mình cũng thích nhưng mà phải biết ngọt mới mua, chứ thôi là trồng cũng bị chua. Còn cái này là cái phe nè các bạn. Đó, cái phe nó như thế này nè, bông nó như thế này nè. Trồng mấy cái này sướng lắm á các bạn. Hồi đó mình mới qua Mỹ á, mình cứ tưởng mấy cái cây này là mấy cây bông thường thôi, giống như là bông mai trắng, bông mai đỏ, bông mai vàng, à bông mai 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 hồng thôi. Nhưng mà thật sự nó là cái cây ăn trái đó các bạn nè, các bạn thấy không? Đó, như là cái ba cây này là cái cây cái phe đó, là cái trái giống như là giống như trái xá lị, cũng không đúng là cái trái xá lị nó, mình không biết làm sao ta. Đó, nó như thế này nè, nhưng mà khi mà nó có bông á, cây nó toàn là bông màu xanh, màu trắng như thế này là rất là đẹp. Giống như cây đào nhà mình á. Cái đào nhà mình thì nó có bông màu hồng á. Đó, các bạn coi nè, cái này là chanh này hay cam vậy nè. Cái này chắc chanh quá. Thơm quá luôn, thiệt là thơm vậy đó. Bông chanh bông cam tới mùa mà nó trở hoa á, trời nó thơm dễ sợ luôn á, mình thích lắm. Mình cũng hay mỗi mùa mà nó ra hoa á, mình cũng hay ra ngoài đó mình ngồi mình ngửi lắm. Rất là thơm, rất là thích. Nè, hoa nó tím tím đẹp quá ha các bạn. Nó rất là thơm. Cái này là cái gì đây, để mình coi coi. Rồi, cái chanh giống cây nhà mình nè các bạn. Đúng rồi, giống y chang, cái bông cũng giống y chang nè, cái màu cũng giống y chang nè. Chanh này thơm lắm luôn á. Hồi đó mình cũng mua mấy chợ này nè. Về trồng á hả, vỏ nó mỏng lét à, đâu có mắc đâu, 28 29 đồng thuế vô, cho khoảng 30 mấy đồng một cây mà trồng nữa hả. Ăn quanh năm, rất là thích. Đó, đây là những cây chanh nè. Rồi cái cây này là cây cherry nè các bạn. Cherry mình nghe nói là phải trồng một cây hai, một cây đực với một cái cái á thì nó mới có trái, chứ trồng một cây không nó không có trái. Thôi mình không mua nhiều đâu, mình sẽ đi qua chợ lô nữa. Thì mình đi một chợ á, mình sẽ không có mua được hết, thì mình không có nhìn thấy hết được những cái rau cải nào, những cái trái cây nào nó tốt, mình đi hai chợ mình cùm the lại rồi mình mới mua. Thôi anh đi vô trong chút xíu thôi ba, đợi bác quá mình qua chợ lô đi. Người ta đang trồng, người ta tưới á các bạn hả, người ta đang tưới hoa á. Cây cái bàn này đấy. Đó, các bạn thấy chưa? Dạ. Mua để trong phòng khách đó ha. Dạ, không muốn thì lấy. Nó bán nhiêu vậy đấy? 22 đồng. Ồ, được á. Dạ, 22 đồng mua được á. Nếu mà thấy thì mắc cũng phải có cái chậu nha. Thầy chồng mình á, mà vô mấy cái chỗ này không còn biết trời đất gì hết trơn á. Cây nào cũng lượm vô hết á. Mình cũng vậy, mà ông xã mình cũng vậy luôn. Này strawberry, trồng strawberry không? Cái tham quá mà không biết trồng có được vậy không ta. Cái bông của cây strawberry nè các bạn. Có cái bông strawberry đẹp quá chứ. Hồi đó giờ mình mới thấy nha, ăn strawberry biết bao nhiêu mà không bao giờ thấy cái bông của nó hết á. Bây giờ mình mới thấy cái bông của nó nè. Các bạn coi cái bông của strawberry nè, đẹp chưa không? Cái này strawberry gì đây? Berry treasure. Biết chồng không ta, thấy thì đẹp quá à, mà không biết rồi bao nhiêu đây, 4 đồng mấy một cây lận. Xã mình đâu rồi à các bạn, trồng bao nhiêu thứ này là mình mua thử nha. Cũng thôi mua thử cho mình chồng luôn đi. Rồi bây giờ ông xã mình đang sắp hàng để trả tiền nè các bạn. Đó, sofa là mình mua được hai cái đồ để làm cái dàn cho mấy cái dây bầu dây bí của mình ha. Mua được mấy cây ớt, mua được cái cây butterscotch, hai cây strawberry, một cây cà, với lại một cái cây này mình để trong phòng khách của mình, dễ trồng ba. Là sao? Đẹp luôn hả các bạn hả? Trời ơi, mình muốn mua hết về mình trồng cho cái vườn của mình luôn á. Đó, các bạn thấy không, quá đẹp luôn. Ông xã mình còn đòi mua hai cái chậu treo cái cửa nhà cho chim nó tới nó làm ổ nữa. Nãy giờ hình như hơi trễ rồi, mua là hơi mua đầu mùa. Đó, hôm nay người ta đi chợ mua sắm cho cây trái nhiều lắm rồi các bạn, chuẩn bị mùa xuân rồi. Bây giờ phải lốt vô xe này các bạn ơi. Khổ chưa, ham trồng cây quá thì nó hơi cực như vậy đó. Bây giờ mua xong ông xã mình đang lốt vô nè, không biết là lốt vô được hay không nữa. Chắc phải ghé nhà bỏ bớt rồi mới đi chợ lô tiếp ha ha.
Này ba bì đăng lốt vô. Cũng rộng cho ba bì còn chỗ mà ha. Đủ rồi, nhưng mà thôi cũng ghé về nhà đi. Ghé về nhà cho anh Nam. Dạ, để sao cũng được hết á, đá ơi, đá để làm sao miễn làm vừa hết cho em là được rồi. Cửa của chợ Lô đây nè các bạn, đây là những cái cây trái phía sau lưng mình ha. Đó các bạn thấy không, bông rất là nhiều luôn đó. Thì mình sẽ đi vô mình coi như thế nào. Hay cà chua, trồng trở lại chỗ cà chua để mình kiếm trà cho ông xã mình nè. Mình cũng thích cái cây này nè, mình lấy cái cây này. Cây này sắp có bông rồi. Có bông rồi, sắp có trái rồi. Có cái sweet tomato này ông xã mình thích quá, mà cái cây nó dở xấu quá. Chắc không mua quá, chắc bỏ lại quá. Anh có cây thấy sweet tomato không anh? Em có mấy cái mà thấy nó dở quá, ông như ông nhắc à. Là mấy cái cây ăn trái không nè. Ơ cái cây này cái gì vậy ta? Cây này là trái cây prunes. À, còn cây này là cái cây trái trái đào nè các bạn, mà đào này là cái loại đào mà đào thường á, chứ không phải là đào cái trái dẹp donut như mình nha. Đó. Cái này cây ăn trái không à các bạn ơi. Đó. Này cái cũng cái đào thường nè. Đó. Nhưng mà cái đào thường cái trái nó như thế này nè các bạn, nó không có dẹp dẹp á. Nè các bạn thấy không, cái bông nó cũng giống như cái cây đào ở nhà mình đó. Ôi nó đang có trái nè. Yeah. Các bạn thấy không? Đó, trái của nó đó, đó. Nếu mà là cái trái đào thường á thì cái trái của nó sẽ dài 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 như thế này nè. Đó. Còn đào của mình nó trái nó dẹp dẹp. Các bạn thấy hồi sáng mình có chỉ các bạn á, đây nè. Nó đậu trái rồi nè. Đó. Nó giống như cây của mình á, khi mà nó ra bông xong thì nó sẽ có trái nè các bạn. Đây nè, đây có hai trái luôn nè. Đó. Nó dài xuống ha. Nó không giống như cây của mình thì trái nó dẹp dẹp. Bông của nó, bông nó tàn rồi. Nó giống như cái cây của mình hiện giờ á. Mà bây giờ thì nó bắt đầu nó tượng trái lên rồi đó. Trời ơi, mình thấy mình mê quá, cái gì mình cũng muốn mua hết trơn á. Cái này cái gì ngộ quá vậy ta? À, chấp lâm mà loại nhỏ nhỏ. Cái cherry này các bạn. Thế là các bạn thích trái cherry. Còn cái cây này ha, các bạn thấy không? Nếu như mà không ai để ý á, mua là sẽ bị lầm á. Cái lá nè ha. Cái lá, cái bông nó giống như là cái cây đào của mình mà, với lại cái cây đào hồi nãy mà mình có chỉ với các bạn á, nhưng mà thật ra nó là cái cây almond, là cái hộp hạnh nhân á các bạn. Cho nên là hồi đó mình mới qua mình cũng lộn á, hồi đó ba mẹ mình còn ở nhà cũ bên kia á, mình thấy cây này mình mừng quá trời, mình nói ba ơi mua cái này về trồng đi, cái cây này là cái cây đào, tới chừng trồng ra có bông trời ơi mừng muốn chết. Cái tới thời gian nó ra cây ô mình nè ba, cái cây ô mình với cái cây đào, cái trái nó, cái bông nó rất là giống nhau, anh thấy không? Thậm chí cái lá nè ba, cái lá cái bông nó cũng rất là giống nhau, nhưng mà đến khi á, nó rụng hết nó ra cái trái ô mình. Hồi nhớ không, trong hồi xưa nhà cũ á, cái nhà cũ của mình có đó, nhà ở chung với ba mẹ đó, cho nên là các bạn phải cẩn thận lắm á, nó nhìn nó giống dễ sợ luôn. Nó cũng có trái đây nè các bạn, trái của nó sẽ ra mà trái nó nhỏ lắm, nó rõ nó màu xanh ha, đến khi nó khô thì nó thành cái trái như thế này á, là cái trái hạnh nhân á. Đó. Đó có tìm được cái gì không? Còn cái cây này là cái cây ô liu nè các bạn, mình cũng thích trồng cây ô liu ở trước nhà hoặc sau nhà lắm, nhưng mà nó chỉ nó rụng á, nó hơi dơ cái đất ở dưới tại vì nó có cái dầu á. Nhà sao thích ghê luôn á, trồng ở đâu bây giờ các bạn suy nghĩ giùm coi, nhà mình còn cái chỗ nào để trồng cái này không các bạn? Ôi quá đẹp luôn. I love this one. Yeah, this is just the flower tree, but you know what? I don't have any room to put it to plant. Yeah. It. How I say? My husband say, your garden look like the forest already. No room for you to plant anything. Please stop it. Every time I come in here, yeah, I buy something. I get a pot or. Me too. Do you see? I had two cars right there. You know what? Oh, that's yours. Yeah. And then, did you get this? No, not yet. I'm still thinking because I don't have any room, but it's so beautiful. I so love it. I know. Yeah, I'm looking that's for him. That's why I keep roaming around. I feel like gonna fit in. Okay. My backyard is full of flowers. Yeah, full of flowers. Đó, các bạn thấy không? Sân cây này mình thích quá rồi. Ôi trời, chắc mình phải lấy quá các bạn ơi. Để mình đợi ông xã mình coi. This is the best luôn á, the best season and the best flower. You like me? Yeah. You're really lovely. Okay. Đó, để mình kiếm mình xả thôi. Bây giờ mình để đây, mình ta lửa hết làm sao?
so beautiful ha các bạn. Để các bạn coi nè. Ừ, trồng tới cái mùa nó có bông không à? I love it, love it. Bạn coi nè, ông xã mình lại đi tậu nhà cho chim nữa nè. Sao không tậu nhà cho em với con gái, mua nhà cho chim chi, rồi phải mua thức ăn, rồi phải lean up mấy cái mask nữa. Đó. Các bạn ơi, mình đem cái cây này tới, mình hỏi ông xã mình, mình nghĩ là ông xã mình sẽ nói là hết chỗ để mình từ chối mình, để mình khỏi mua. E giờ mình hỏi ảnh, anh nói, mình nói mình mê cây này quá, anh nói anh cũng mê luôn, trời đất ơi, vậy là phải mua rồi, hay kệ đi ha, kiếm cái góc nào trồng lại ha, trồng ở phía sau vườn để mình nhìn ra ha, hằng trước mình đẹp rồi, bây giờ sau vườn mình cần có cái flower rồi ha ba. Đó, sofa là mình mua bao nhiêu đây nè nè các bạn. Đó, em nãy em có mua chỗ sư phụ mấy cái bịch đó ha, kệ mua thêm hả. Ừ, đó đó, đây là bí bầu, mình bỏ lại mấy cái xà lách rồi đó các bạn ơi. Thôi xà lách chắc mình trồng chắc cũng ấy quá, thôi mình mua bầu bí mình trồng. Mua thêm cái raspberry cho con gái mình trồng nữa nè, mình trồng, con gái mình thích ăn raspberry lắm. Là cái raspberry không, coi lại cho chắc coi. Đúng rồi, phải raspberry không đây. Đúng rồi. Đó, mình mua hai chậu ha, rồi mấy cái bầu, mấy cái bí, mấy cái cà, mấy cái ớt. Anh sao cái cây cà chua này nó yếu quá vậy cưng? Last one. Dạ hả? Ừ. Bởi vậy là mình đi là vậy mà cũng trễ rồi đó các bạn. Ừ. Đó, còn đây là phân gà ha, đất ha, cây ha. Anh muốn em dẫn anh lại đặng nó coi không? Đi, let's go. Anh ơi, chắc đủ rồi dad ơi. Vô đây chồng cũng mệt xỉu rồi, đang kiếm gì đó, hay nho phải không? Ừ, thôi, xong rồi ba, về ba ơi, nhiều lắm rồi đó. Ừ, cho trả tiền thôi.